Theo báo Lào Cai, chiều ngày 13 tháng 9, chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991, ở làng nổ Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, đã trở về trình báo với chính quyền địa phương, xác nhận ba mẹ con vẫn an toàn. Chị Hồng cho biết, chị và hai con gồm Hoàng Thị Hiểm, sinh năm 2008, và Hoàng Trung Huyên, sinh năm 2010, hiện sinh sống và làm việc tại Yên Bái. Chị Hồng kể, không hề hay biết gì về vụ sạt lở đất xảy ra tại quê nhà làng Nổ mấy ngày trước, do ở Yên Bái cũng xảy ra ngập lụt, bị cô lập 5 ngày, mất điện, không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với người thân. Sáng ngày 13 tháng 9 nước rút, chị Hồng mới liên lạc được với một đoàn từ thiện và theo xe về quê để trình báo. Theo chị Hồng, khi trở về, nhìn gần như cả làng bị san phẳng xóa sổ, chị cảm thấy vô cùng xót xa. Dẫn lời chị Hồng, Nhà tôi may mắn chỉ bị mất nhà, nhưng các gia đình khác, anh em họ hàng thì mất nhà mất người, có nhà thì mất hết, quá đau đớn. Chị Hồng nói, trở về sẽ phối hợp cùng với mọi người còn sống trong thôn tìm những người mất tích, sau đó sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền trả nợ ngôi nhà, dù nhà đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, song vẫn còn nợ hơn 20 triệu. Trước đó theo báo Thanh niên, sáng ngày 13 tháng 9, chính quyền địa phương vừa thông báo có hai hộ với 8 khẩu tại thôn Làng Nổ đã chạy thoát trong vụ lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 10 tháng 9 đã trở về an toàn. Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nổ cho biết hai gia đình trên là hộ anh Hoàng Văn Tiện 47 tuổi và hộ anh Hoàng Văn Duân, 39 tuổi. Như vậy đến nay có 11 trường hợp nghi mất tích sau vụ lũ quét Làng Nổ đã trở về. Tối ngày 12 tháng 9, anh Ma Seo Chứ, 33 tuổi, là trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai cho biết hiện tình hình sức khỏe của người dân trong thôn ổn định. Chiều qua, chính quyền đã vận chuyển lương thực, đồ dùng thiết yếu đến khu lán tránh nạn tạm thời nên người dân không còn phải lo thiếu thức ăn nữa. Anh Chứ là người vận động 17 hộ dân với 115 người thôn Kho Vàng di rời để lên nơi an toàn tại ngọn núi cách đó khoảng 1 km. Anh cho biết vào sáng ngày 9 tháng 9, thôn Kho vàng trời mưa không ngớt, anh chứ rất sốt ruột vì xung quanh thôn làng có rất nhiều quả đồi đang no nước, có thể bị sạt lở đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Đặc biệt, địa điểm phát hiện vết nứt lại nằm ngay phía trên đồi cách thôn Kho vàng khoảng 100 mét, nên nhóm của anh đã về thông báo, vận động mọi người di rời. Anh Chứ chia sẻ, mưa suốt từ đêm tới sáng tôi lo lắm. 8 giờ cùng ngày, tôi gọi anh em đi lên đồi để kiểm tra tình hình sạt lở và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao bằng phẳng, tính dần phương án di tản bà con. Tới 8 giờ 30 phút, mọi người báo rằng sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Tôi bốc máy gọi ra xã để báo cáo, nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc. Tới 9 giờ, lúc này mưa vẫn không ngừng chút xuống thôn, tôi liền quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn 1 km. Việc di rời diễn ra nhanh nhất có thể, mọi người trong thôn trước đó cũng đã được chính quyền thông báo về việc này. Người dân vừa đi vừa đợi, hỗ trợ nhau, những người khỏe mạnh được giao nhiệm vụ vác gạo. Sau 30 phút đi bộ, các hộ dân đã đến nơi dựng chạy. Anh Chứ cho biết, khi đoàn người đang di chuyển, tôi có bảo một nhóm đi trước khảo sát tình hình và chọn địa điểm dựng lán. Sau khi đến nơi, mỗi người một công việc giúp nhau chặt che luồng về dựng lán làm giường rồi căng bạt. Khoảng 14 giờ 30 phút, khu lán đã hoàn thành. Anh Chứ cũng cho biết phía dưới khu dân cư của ông khoảng 4 km là một khu dân cư khác cùng thôn. Tuy nhiên khu dân cư này lại nằm sát bờ sông chảy, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, điện thoại lại không có sóng, nên anh không thể tiếp cận và thông báo về kế hoạch di rời của mình cho bà con. Anh Chứ chia sẻ, tới ngày 10 tháng 9, nước lũ đổ về gây sạt lở, làm thay đổi dòng chảy, rồi tràn vào khu dân cư phía dưới, làm ba người mất tích, ba người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 7 ngôi nhà. Điều này quá đau xót. Vị trưởng thôn 33 tuổi cho biết, cũng may trước khi xảy ra sạt lở một ngày, 115 người trong thôn của anh đã kịp thời di rời lên núi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Ngày 10 tháng 9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở, khiến nhiều người mất tích. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu đã tìm mọi cách để liên hệ với trưởng thôn Kho Vàng, nhưng vẫn bật vô âm tín. Do đường đi sạt lở nghiêm trọng, địa điểm thôn kho vàng bị cô lập, tới trưa ngày 11 tháng 9, công an xã, chính quyền phải di chuyển 15 km đường sạt lở mới tiếp cận được địa bàn thôn và tìm đến nơi người dân lánh nạn. Trong khoảng thời gian đó, 17 hộ dân không thể thông tin liên lạc với bên ngoài, phải chủ động mọi thứ. Nói về cuộc sống hai ngày tách biệt với thế giới bên ngoài tại nơi trú tránh, anh Chứ cho biết cuộc sống rất vất vả nhưng đây là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của 115 con người. Anh chứ kể, chúng tôi chỉ đem theo chủ yếu là gạo và một chút thức ăn. Khi hết thức ăn, một số người sẽ đi vào rừng, tìm măng luộc. Tuy nhiên, việc đi lấy nước cũng vất vả khi nguồn nước cách khu dựng lán gần 400 mét. Đêm xuống, chúng tôi chặt ống tre, sau đó đổ dầu vào để làm đèn chiếu sáng. Sau khi tìm được người dân, trưa ngày 11 tháng 9, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống thiên tai nói về thông tin cả thôn bị mất tích trường thôn vàng xeo chứ chia sẻ sau khi cán bộ công an xã và chính quyền tìm được người dân của thôn họ mừng rỡ và nói rằng mọi người cứ tưởng là cả thôn đã bị lũ cuốn sạt lở mất tích rồi anh chứ nói và cho biết mọi người khi đó ai cũng mừng rỡ sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm chúng tôi được lệnh vẫn tiếp tục cho người dân tạm ổn định lánh nạn tại khu vực núi cao sau đó chính quyền mới có phương án mới để có thể đưa người dân trở về nhà lượng lương thực vẫn đủ cho bà con lánh nạn trong vòng hai tuần Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, xảy ra sạt lở đất, làm 3 người mất tích, 2 người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 5 ngôi nhà. Ông Tuấn nói, hiện nay tại địa bàn vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, vì vậy địa phương quyết định để các hộ dân tiếp tục ở khu lán tạm, đến khi thôn Kho Vàng không còn nguy cơ sạt lở, sẽ được đưa về chia sẻ về trường thôn vàng xeo chứ chủ tịch xã cốc lầu cho biết anh chứ là một người nhanh nhạy và rất sáng tạo ở địa phương anh chứ đã lập gia đình và có nhiều kinh nghiệm về đồi núi ông tuấn chia sẻ thêm vì mới được bầu làm trường thôn nên có lẽ đây là lần đầu anh ấy chỉ dẫn người dân đưa ra một phương án phòng chống lũ lụt bất ngờ như vậy nhưng rất hiệu quả và an toàn 9 giờ ngày 12 tháng 9, ông Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có mặt tại thôn Làng Nổ, Bảo Yên, Lào Cai kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Hôm nay khu vực Làng Nổ không mưa, công tác tìm kiếm được đẩy xa dần điểm bị lũ quét. Từ sáng sớm, công tác tìm kiếm được triển khai tại Làng Nổ. Theo Bí thư huyện Bảo Yên, Hoàng Quốc Bảo, các lực lượng đã tìm thấy 42 thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở thôn Làng Nổ. Khi nghe tin nước lũ gây sạt lở ở nhiều điểm ở Lào Cai, bà Nông Thị Hến gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được. Bất an, bà lên xe về nhà thì được hay tin là cả thôn gặp nạn. Ngồi tựa vào quan tài, bà Hến nói, hai vợ chồng con tôi ở thôn đã tìm thấy và chôn cất thi thể con rể. Con gái tôi đến nay vẫn chưa biết ở đâu. Gia đình có bốn người gặp nạn, ba người chưa tìm thấy. Gia đình con gái bà Lý Thị Hồng, sinh năm 1982, có bảy người thì năm người thiệt mạng, con gái, con rể và cháu của bà đều mất trong vụ lũ quét làng đổ. Bà Hồng không khỏi bàng hoàng và tuyệt vọng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ. Nhà tôi ở ngoài kia mất hết liên lạc, không biết gì, ở đó cũng lụt nặng. Mãi tới chiều hôm đó có người vào báo tin thì mới biết là nhà con gặp nạn. Tôi đau thắt ruột gan, không thể tin vào hiện thực. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt khi chờ đợi tìm kiếm con cháu giữa đau thương. Thảm kịch của gia đình bà Hồng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bi thương mà đợt lũ quét này đã để lại, gây ra tổn thất nặng nề cho người dân vùng núi. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 từ đêm ngày 7 tháng 9 đến hết 17 giờ ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 253 người chết, mất tích, bị thương trong đó có 72 người chết, 111 người mất tích, 70 người bị thương tại các huyện Simacai, Bắc Hà, Sapa, Văn Bàn, Bảo Yên. Thiệt hại nặng nhất là tại huyện Bảo Yên với 30 người chết, 83 người mất tích, 18 người bị thương và huyện Bắc Hà có 13 người chết, 21 người mất tích, 20 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, toàn tỉnh có 8.600 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của các huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà bị ngập vẫn đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại. Hơn 2.400 ha lúa hoa màu, ngô, cây trồng hàng năm, vân vân bị ngập, gãy đổ, vùi lấp. Trên địa bàn tỉnh có 12 điểm đang bị cô lập do đường giao thông ngập nước, sạt lở. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như quốc lộ 4, 4D, 279, 70 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh từ 151 đến 162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta lùi dương, ta lùi âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đường do huyện xã quản lý bị sạt lở hư hỏng, 537 tuyến với nhiều điểm sạt lở ta lùi dương, ta lùi âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông. 65 trường học bị ảnh hưởng thiệt hại, các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 1 tháng 9 và dự kiến nghỉ học đến hết ngày 13 tháng 9 nếu tình hình thời tiết ổn định hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai đang tích cực triển khai chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm công an quân sự các cơ quan đơn vị lực lượng xung kích phòng chống thiên tai người dân cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu tuy nhiên một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa lớn lũ sạt lở nhiều tuyến đường đang bị ách tắc công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ cứu nạn giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn